Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gã Excel hướng dẫn các bạn một thủ thuật vô cùng hữu dụng trong công việc là sử dụng mail merge để gửi mail cho nhiều người, có thể đính kèm file nhé. Cái thủ thuật này sẽ gồm 3 cái ứng dụng là Excel, Word và Outlook. Đấy, thì đầu tiên là cái file Excel là chứa các cái thông tin dữ liệu của mình nhé. Thì giả sử như mình có các cái nhân viên mà mình cần gửi email chẳng hạn thế đúng không? Thì mình có cái trường là mã nhân viên. Đấy, ví dụ mình có là tên nhân viên. Ví dụ mình sẽ gửi cái bảng lương chẳng hạn thế nhá. Lương thực nhận chẳng hạn thế nhá. Và mình sẽ có cái email của nhân viên đúng không? Đấy. Các bạn chú ý nhé, đây là một cái ví dụ để tham khảo thôi. Còn thực tế thì các bạn có thể áp dụng rất là linh động vào công việc của các bạn nhé. Các bạn có thể thêm bao nhiêu trường thông tin thì tùy các bạn nhé. Đấy. Thì giả sử đây mình có là gì ạ? Mình sẽ có 4 nhân viên chẳng hạn thế đúng không? Là gái Excel 1 đến gái Excel 4 chẳng hạn thế. Các bạn có thể gửi cho nghìn người đều được nhé. Đấy, ví dụ mình có 4 nhân viên. Ví dụ mã nhân viên là gì ạ? GE001 chẳng hạn thế đúng không? Đấy. Lương thực nhận ở đây ví dụ là gái Excel 1 là 10 triệu đúng không? Đấy, gái Excel 2 là 20 triệu. Đấy, ok, gái Excel 3, gái Excel 4 tương ứng là 30 40 triệu đúng không? Đấy, ví dụ mình có thể định dạng số cho các bạn dễ nhìn nhé. Đấy. Đến email thì các bạn sẽ nhập email thực tế mà từng nhân viên này có đúng không? Bây giờ ví dụ mình có excel.chicken@gmail.com đúng không? Bây giờ giả sử mình test cho các bạn nhé. Mình sẽ dùng cái mail của mình test. Ví dụ bốn bạn này mình cứ cho là một email đi. Còn thực tế các bạn sẽ là email của từng người đúng không? Ok, đây là mình các trường thông tin của mình thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lưu cái file này. Các bạn có thể ấn save. Ví dụ mình lưu ra desktop đi đúng không? Mình sẽ đặt là gì? Ví dụ đây là bảng lương nhân viên đúng không? Hay là bảng lương công ty chẳng hạn thế. Ok, tiếp theo mình sẽ mở cái ứng dụng Word lên nhé. Ok, mình sẽ tạo một cái mẫu template để tính lương. Ví dụ mình ghi là gì? Công ty gái Excel chẳng hạn thế đúng không? Bảng lương tháng 5 đúng không? Đây là mình làm mẫu thôi nhá, tháng 5 năm 2021. Đấy. Cái này các bạn có thể căn giữa. Cái này mình sẽ cho tô đậm này. Cho cái chữ nó to lên một chút đúng không? Đấy. Ok, ví dụ các bạn có thể mình sẽ chèn cái insert này, mình sẽ tạo một cái table. Mình sẽ tạo các cái thông tin để mình cần chèn vào đây đúng không? Đấy. Đầu tiên ở đây là gì ạ? Đây là mã nhân viên. Dưới đây là gì ạ? Họ tên nhân viên. Và dưới đây là lương. Lương thực nhận đúng không? Đấy, ok, ví dụ mình đánh hai chấm này, cách ra. Ví dụ mình test thử thôi nhá. GE001. Cái này không quan trọng đâu, các bạn nhập vào để lát nữa mình làm mail merge thôi. Hai chấm này, đây là gì ạ? Gái Excel 1 chẳng hạn thế. Các bạn hai chấm ở đây là gì ạ? Ví dụ 10 triệu đi. Đấy. Ok, dưới này mình sẽ ghi là gì ạ? Ví dụ như là đây là Hà Nội. Ngày bao nhiêu đúng không? Ngày. Các bạn cách ra tháng 5. Mình giữ shift và enter nhá để cho nó gần xuống. Ví dụ mình ghi là gì? Ký và ghi rõ tên chẳng hạn thế. Đấy, các bạn có thể trang trí thêm tùy với nhu cầu của bạn nhé. Đây là mình làm mẫu thôi. Đấy, mình sẽ Ctrl S để mình lưu cái file này lại trước. Ví dụ mình là desktop, đây là mẫu bảng lương đúng không? Cái Word này á, nó là cái template để mình có thể gì ạ? Mình sẽ gán từng cái nhân viên vào đây nhá. Mình sẽ sử dụng cái mail merge. Đấy. Ok, và các bạn phải bật Outlook lên nhá. Đấy, đây là giả sử cái Outlook của mình. Đây mình chưa có cái mail nào nhá. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái mail merge. Các bạn sẽ vào cái gì ạ? Các bạn sẽ vào cái mail link. Sau đó các bạn sẽ chọn là gì ạ? Start mail merge này. Đấy, các bạn sẽ chọn là Lom Word Document đúng không? Tức là cái template của mình đang là cái Word. Sau đó các bạn sẽ chọn gì ạ? Các bạn sẽ chọn là cái Select Recipient đây này. Đấy. Các bạn sẽ chọn là Use an Existing List nhé.
và các bạn sẽ trỏ đến cái file Excel của các bạn nhé. Đấy, mình đang để ở desktop đúng không? Đấy, bảng lương công ty. Đấy. Ok, vì cái file bảng lương công ty của mình chỉ có một sheet thôi đúng không? Nếu như file của các bạn có nhiều sheet ý, thì các bạn phải chọn đúng cái sheet mà các bạn tạo cái danh sách kia nhé. Đấy, và các bạn tích chọn là cái gì? Cái first row of data contain column header, tức là cái tiêu đề mình sẽ để làm cái header nhé. Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Đấy, thì như vậy là gì? Sau khi các bạn bấm OK, nó sẽ có rất là nhiều cái công cụ nó hiện lên để mình có thể lựa chọn nhé. Đấy, đầu tiên là gì? Các bạn sẽ bôi đen các cái tên này để các bạn gán cho từng nhân viên đúng không? Đấy, gái Excel 001 này, các bạn sẽ vào cái Insert Merge Field này, các bạn sẽ gán nó là mã nhân viên đúng không? Đấy, thì lập tức nó là mã nhân viên. Các bạn có thể ấn Ctrl B để mình sẽ hiện đậm, tức là mình sẽ gì ạ? Cái mã nhân viên nó sẽ là gì ạ? In đậm nhá. Cái gái Excel 1 cũng vậy, các bạn bôi đen này, các bạn Insert Merge Field, các bạn là tên đúng không? Đấy, cái này các bạn cũng có thể Ctrl B để mình tô đậm lên đúng không? Đây là cái lương thực nhận đúng không? Đấy, các bạn cũng insert cái lương thực nhận vào đây. Đấy, các bạn cũng có thể bôi đen. Mình ấn Ctrl B đi. Đấy, tôi đậm hết đúng không? Ví dụ cái table này mình ẩn nó đi nhé. Các bạn vào home mình sẽ cho cái low border đi. Đấy, nhìn có thể nó như thế này thôi. Ok, thì đây là ví dụ cái mẫu của mình nó là như thế này. Đấy, các bạn sẽ vào cái thẻ mailing này. Các bạn sẽ chọn cái preview result. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đây là cái trang 1 nhá, nó là gái Excel 1 đúng không? Các bạn bấm Next, nó là sang cái 2, đây là gái Excel 2 này. Đấy, ví dụ của mình là có 4 nhân viên thì nó sẽ là 4 nhân viên. Đấy, các bạn thấy chưa? Tất cả là 4 nhân viên. Thì cái này các bạn chú ý nhá, cái lương thực nhận ấy thì nó lại là gì ạ? Nó lại là nó không có cái dấu phẩy để mình ngăn cách gì ạ? Ngăn cách các hàng nghìn đúng không? Nhìn nó rất là khó nhìn. Bây giờ mình sẽ định dạng cái này nhá. Đấy, các bạn có thể vào cái trang bất kỳ, ví dụ vào trang 1 nhá. Đấy, các bạn sẽ bôi đen cái giá trị này. Đấy, các bạn có thể là gì ạ? Nháy chuột phải, các bạn sẽ chọn là gì ạ? Top Field Code đây này. Đấy, thì nó sẽ hiện cái code ở đây nhá. Đấy, các bạn sẽ xuống dưới này. Trước cái dấu đóng ngoặc nhọn này nhá, các bạn sẽ thêm cái cho mình cái gạch sược này. Các bạn sẽ ghi là gì ạ? Thăng. Sau đó các bạn cách ra. Các bạn đánh gì ạ? Các bạn đánh dấu phẩy. Cái dấu phẩy này nghĩa là gì ạ? Nó sẽ ngăn cách các cái hàng nghìn với nhau đúng không? Đấy. Các bạn sẽ thêm cái dấu 0.00. Đấy. Tức là gì ạ? Số 0 này là bắt buộc phải có, và cái chấm 0,0 này ấy, nghĩa là mình sẽ lấy hai số thập phân. Đấy. Tùy các bạn nhé, hoặc các bạn lấy một số cũng được, thì thông thường người ta sẽ lấy hai số đúng không? Đấy. Sau đó các bạn lại nháy chuột phải, các bạn lại chọn bấm top field code lại đúng không? Bây giờ các bạn sẽ nhìn cái preview này, các bạn thấy chưa? Nó sẽ có cái dấu phẩy ngăn cách các cái hàng nghìn với nhau đúng không? Nhìn rất là đẹp. Đấy. Thì nếu như các bạn không muốn hiện cái số thập phân thì các bạn sẽ bỏ cái phần kia đi nhá. Bỏ cái chấm 0,0 đi đúng không? Đấy. Các bạn thấy chưa? Thì như vậy các bạn preview các bạn thấy ok rồi ạ. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ chiết xuất ra từng cái nhân viên một nhá. Ok, bây giờ mình có tất cả là 4 nhân viên rồi đúng không? Các bạn có thể tích vào cái Edit Recipient List đây này. Đấy, để các bạn có thể chọn nhá. Giả sử như mình chỉ chọn cái danh sách là gái Excel 1 và gái Excel 3 đúng không? Mình bỏ cái gái Excel 2 và gái Excel 4 đi, đúng không? Mình sẽ gửi mail cho hai cái người này thôi. Đấy, nếu như các bạn gửi hết ấy thì các bạn tích hết nhá. Đây là mình làm mẫu thôi. Hoặc các bạn tích thế này là bỏ hết này, tích thế này là chọn hết. Đấy. Bây giờ giả sử mình chọn gái Excel 1 và gái Excel 3 thôi nhé. Đấy, các bạn bấm OK. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái Finish Merge đây này. Đấy. Các bạn có thể in document đúng không? Các bạn có thể in ra giấy hoặc in ra PDF nhé. Ví dụ các bạn tích vào Print Document này. Đấy. Thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ là gì ạ? Các bạn có thể in toàn bộ tất cả danh sách các nhân viên. Thì trong ví dụ này là 4 nhân viên. Hoặc các bạn có thể in cái Current Record, tức là in cái nhân viên hiện tại. Ví dụ mình đang ở trang 3 ấy, thì nó sẽ in chỉ cái trang 3 này thôi đúng không? Của gái Excel 3 thôi. Hoặc các bạn có thể tích from, tức là in từ cái trang nào đến trang nào. Giả sử ở đây mình tích all đi đúng không? Các bạn sẽ bấm OK. Đấy, thì nó sẽ hiện cái máy in để các bạn in nhá. Thì nếu như các bạn in ra giấy á, thì các bạn sẽ chọn cái máy in giấy và các bạn in thôi. Ví dụ mình không có in giấy nhá, mình in ra cái PDF. Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Đấy, thì nó sẽ bắt mình đặt tên đúng không? Ví dụ mình ghi là gì? Bảng lương nhân viên. Bảng lương nhân viên. Đấy. Cái kiểu là PDF file đúng không? Các bạn bấm save. Đấy, thì nó sẽ in cái bảng lương đây, các bạn thấy chưa? Và nó mở lên cho các bạn. Và mỗi một nhân viên ý, nó sẽ ở một trang. Đấy. Vì lúc nãy mình chỉ in cái gái Excel 1 và gái Excel 3 thôi, các bạn thấy không? Đấy. Chỉ có gái Excel 1 và gái Excel 3 thôi. Lúc nãy mình không chọn cái gái Excel 2 và gái Excel 4 mà. Đấy. Ok. Thì ngoài cái phần mà in ra PDF ý, thì các bạn có thể gửi mail nhá. Các bạn sẽ tích cái finish merge này này. Đấy, các bạn sẽ chọn là send email message. Ok, thì ở cái trường tu đi này, các bạn tích vào đây
Đấy, thì lúc cái bảng Excel của mình ấy, nó có bốn cái thông tin đúng không? Mình sẽ chọn cái email chính là cái cột mà danh sách email mình điền lúc nãy đấy. Đấy, thì nó sẽ gửi đến cái email mà các bạn điền đúng không? Đây là cái subproject, ví dụ mình ghi là gì? Bảng lương hay là thông báo lương đúng không? Thông báo bảng lương là tháng 5 năm 2021 chẳng hạn thế. Thì cái tiêu đề này sẽ giống nhau cho tất cả các cái nhân viên nhá. Đấy, cái mail format này nó sẽ có ba cái định dạng. Thì thông thường ấy, các bạn sẽ chọn cái HTML nếu như các bạn không muốn đính kèm file, hoặc các bạn sẽ chọn cái attachment để đính kèm file đúng không? Bây giờ giả sử mình chọn cái HTML trước đi. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn là gì ạ? Send record thì mình sẽ chọn all đi, tức là mình sẽ gửi tất đúng không? Tức là mình sẽ gửi cho gái Excel 1 và gái Excel 3 đấy. Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Đấy. Đấy, bây giờ các bạn sẽ check Outlook nhá. Mình sẽ mở cái Outlook lên. Nó gửi mail rồi đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Lúc này mình đã gửi mail, đấy hai cái mail, đấy. Một cái mail là gì ạ? Của gái Excel 1 và một cái mail là gì? Đây là của gái Excel 3. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Đấy. Đây là gửi HTML nhá, công ty gái Excel này, bảng lương tháng 5. Đây là ông gái Excel 3 này. Đấy, đây ông gái Excel 1. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Bây giờ giả sử mình gửi đính kèm file nhá. Các bạn lại sang cái Word đi. Đấy. Các bạn sẽ chọn cái finish mode này. Các bạn sẽ chọn là send email message này. Đấy, thì cái tiêu đề giả sử như là đây là gửi kèm file chẳng hạn thế nhá, để mình kèm file. Đấy, các bạn sẽ chọn cái mail format là gì ạ? Các bạn sẽ chọn là cái attachment đúng không? Các bạn sẽ bấm OK. Đấy, thì các bạn sẽ tích là gì? Allow access đi. Các bạn sẽ chọn cái allow. OK, các bạn sẽ tích allow tiếp, tức là gửi cho hai người đúng không? Đấy, allow. Đấy, như vậy ở finish nhá. Bây giờ các bạn sẽ sang cái Outlook các bạn kiểm tra nhé. Đấy, các bạn có thể bấm receive, các bạn chờ một lát nhé, tại vì nó đính kèm file mà. Như này chắc là nó nhận được đấy. Các bạn chờ một chút. Nó sẽ phụ thuộc vào cái file đính kèm của bạn có nặng hay không, và cũng như là gì ạ? Cái đường truyền internet của bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Đây, đây là cái đính kèm file này. Đấy, các bạn tích vào đây thì các bạn nhìn thấy cái preview xem trước này. Đấy, đây là của ông gái Excel 3. Đấy. Vì mình đều gửi cho mình, đâm ra mình sẽ nhận được hai cái mail này. Còn thông thường ấy, mỗi một người ấy, thì người ta chỉ nhận được cái mail về của người ta thôi, đúng không? Đấy. Do cái file Excel của mình lúc nãy là đều gửi cho excel.chicken ấy, tức là gửi cho mình ấy, thì mình sẽ nhận được cả hai cái file này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng cái này để làm cho cái việc gì ạ? Các bạn có thể gửi mail cảm ơn cho khách hàng, hoặc các bạn có thể gửi thông báo cho gì ạ? Cho các cái tỉnh thành đúng không? Hoặc các bạn gửi cho các nhân viên của các bạn. Đấy. OK, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.